chuột à? Con nào mới đấy chị nhỉ? Sợ đen rồi. Cũng có đấy, có đấy. Xám nốt đi nha. Thôi anh em ở kia có cái con sâu người dắt mẹ về mà thịt. Thôi thì vào nhanh. Chắc mẹ đi. Chào cái tai. Thôi, đi đây không có là không còn đâu. Hết, có khi vẫn. Ừ, kia là... Nó đi, tới. Nhưng mà nó vẫn đẹp mà. Gan thì nó chuột để gan thôi đấy. Đúng đưa đầu đây. Một vài phát nữa thì... Lì nhảy. Bé bé. Con này bé. Nhìn thấy à? Ừ, chụp phát được ngay. Kinh nhỉ. Chụp phát thò phát chết luôn. Xong xong điều này. Được rồi. Ui, chuột to nha. Có anh đâu? Chuột to đấy, chuột to đấy. Cẩn thận, cẩn thận. Ui, kéo quá. Con đây bắt thịt được, thịt được. Còn anh đứng ở trước đằng sau cái ấy là gì? Đấy, cứ đứng phải dí liền. Để luôn vào ở đấy xong nào bắt đầu phi xuống dít luôn. Chết mẹ mày. Nó tay mắt trong này mà. Nó nổi lên giờ mà, chạy lên giờ. Đẹp quá. Dạ. Thùng. Con này có lấy không? Đấy, cả lồ. Em có thả thì thùng à. Rồi nó thùng trôi, có trôi trong bì à? Bẻ răng đi. Đây, đuôi đây. Xem bì có thùng không anh? Bì thùng. Ui, ui thế thì nhọc rồi. Ui, chút chạy, đi. Ui giời ơi. Nó thùng hết à? Vãi cút rồi. Thì có trong bì à? Bằng trong bì. Ơi ơi. Ui kìa, yeah. Bịt bịt đầu vào. Để buộc bịt. Ấy, em cắn này. Cầm lấy quay quay đi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ê, bắt anh kìa. Bỏ mông lên. Ê, lấy kìa. Chúng mẹ. Con kia to cực ra nữa. Bịt cầm ra nó không? Để buộc cái này. Còn món. Còn đâu rồi? Chưa. Bịt còn. Bịt đi. Con để tóm bột. Con nào thoát nó đâu rồi? Bịt đang ngồi vắt lên đầu. Bổ ta bốn con liền. Bịt nhẹ. Cầm cái con hỏi mà. Cầm bà còn đấy, bà ở đây. Đây 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 đây. Anh ơi, dí đây, đây. Đó. Đây. Cho cổ cái lưỡi nữa. Cầm lấy. Bắt lấy. Cái nhỏ mà bắt. Bắt đâu? Bắt. Ê ngư. Ôi chuột. Bé quá. Con à. Ôi anh dí cho em con này cái. Ôi anh ơi. Đây to rồi. Đây đây. Đâu thả xuống, thả xuống. Đây. Gì. Gì. Phải cá lồ. Đây rồi. Nhấc lên con này. Rồi. Cái mày đang đứng làm gì? Đang đứng gì đi. Giờ hơn. Phải cá lồ. Anh không nhà lồ. Anh không. Tôi bé lấy bé mà già ngu như trẻ con đi. Ủa luôn cho đi Hưng ơi. Mà anh em thịt rồi đấy. Đi đi. Ôi được mấy con. Ôi sao lại mang cái mì rách đi. Mẹ cái mì rách. Ừ đúng ra. Chết rồi hả? Mẹ bao nhiêu thành quả bỏ đây. Bé con này bé. Được hay không được. Bá bên đây cánh ra. Cái gì? Mẹ tao là thù. Bá con xé lấy đoạn nhỏ thôi. Không hiểu không? Xem một nửa thôi. Đi về hai con ra kia tỏ. Có quả chun quần được đấy nhỉ. Thấy chuột còn mẹ em bắt lồn. Đấy đưa thôi. Cả hai tay đây. Đồ ăn bịt cái bẹ sợ chuột. Đây đó, đây đó. Bịt. Rồi. To quá, cứt luôn. Đi. Con này anh to này. Ôi trời ơi. Hai con này phải được cân rồi. Cái lồn con này có tí. Bắt chuột lên cho cua không nhìn thấy con nào. Thôi, vì nào không bắt chuột được cua thì để em vồ cho. Đưa cô ra mượn. Lúc nào là không? Để nó cút sâu vào. Đấy. Cỏ đây này. Cô bảo cô phải thả rồi. Không, anh chỉ sợ con rắn nó chui ra thì... Đây có chuột là không phải có rắn. Chuột là cái rắn à. Nhìn mấy đứa đấy. Chào quá. Đây. Cụ nhìn thấy chuột. Cụ nhìn thấy chuột, cụ chạy mấy vòng. Chuột thấy ông, nhìn thấy chuột thì khỏe hơn nhìn thấy hùng. Chết cười. Về đi, đêm dần mình nó tót. Đúng là đi bắt chuột, đúng đâu, nhìn thấy chuột, hơi hơn hùng.
này không phải có trên dưới 5-7 con. Mà toàn chuẩn bé. Vẫn còn đấy. Em bảo Dương. Có cái lỗ kìa, chỗ cái bóng ấy, chỗ cái bóng ấy. Còn cái hang đấy. Vâng, đu cháu đi luôn nữa. Đu ra, không ra. Lấy đu ấy, nhông đu. Kệ nó, kệ nó chạy đi. Đập chết không ai là vô luôn. Anh sờ vô luôn. Cắn chết. Được rồi. Chúng tôi con một ạ? Đục mẹ tất. Tất vào. Tất, mới thăm một con tật nhanh. Đéo được. Mỗi thằng con. Đập đi, đập chết. Rồi luôn, đập luôn, đập luôn cho anh em. Cái đập đi. Được không? Đẹp đấy, ngon đấy. Có ăn đầu không anh? Mày cứ đổ sạch đi. Không ăn, mày đổ sạch lông đi chứ. Cái khu mà bị mẹ làm phim rồi. Trời ơi. Đập đi. Mấy thằng kia ra đây vặt lông đi cho nhanh đi. Ông nào rồi ơi, vặt lông chuột ra nhanh đi. Nghiệp ngồi đây vặt đi. Hả? Vừa nhắn tin rồi. Nghiệp ơi. Cái gì? Vặt lông chuột, lông chuột đi. Ai cá mà. Thui nhé. Có gì riêng anh nhắn tin gì? Gọi điện cho nó báo luôn. Ông nào thui chuột thì nhẹ ở nhà. Tắt cho máy Nghiệp ấy. Mua cái gì? Mua cái gì để làm chuột gì, làm cái rau cỏ gì hay là gia vị gì đây là còn biết đường điện cho nó. Vừa nhắn tin nhưng gì ý là chuột chuột làm món gì đó, chuột nướng mới hấp thôi mà. Thật đúng không? Hấp chanh gì, lá chanh hấp rồi. Lá chanh giềng, lá chanh giềng thế thôi. Cái này gọi điện mình mua thêm lá chanh giềng làm chuột thôi. Còn nếu mà có qua chỗ lâm thụ thì làm ít thịt dê nữa. Anh nhổ nó toàn bị sứt da rồi con anh ạ. Còn đây dừa quá. Nước đầu núc mãi bò ra. Thế mua thêm lá chanh mấy này. Lấy cái gì nhỉ? Lá chanh mấy giềng thôi. Cái làm chuột thôi. Còn tất cả mọi thứ kia vẫn mua nha. Bình thường để làm cá với nha. Cá hỏi nó biết mua cái gì làm cá chưa? Thế mày đang ở chợ à? Xoáy một số nước lạnh nha. Xong nó bắt đầu nhúng vào. Rồi anh bật màng không? Về nó có màng không? Rồi. Đứt rồi. Tuân à. Đâu là cái gì nào? Ui giời, bán là gì cô? Bắt để ăn. Mấy nhà bắt để ăn. À. Lấy không lấy chắc xả đây đầy rồi. Không có đầy rồi. Đây cô anh chết đấy. Tí em đi đấy. Chết rồi. Được mà được. Chanh cái gì nhỉ? Chết nhúng rồi. Chua 1 cân rưỡi là chua. Thôi để vẫn nhúng đi. 1,5 kg. Mẹ đồng nó nhiều chuột thì chưa đùa. Có một cái bờ giáp ao về chắc như sổng nhiều à? Sổng nhiều không? Sổng cũng tương đối. Rau răm mua 20.000, mỗi loại 10.000. Toàn thanh niên thấy chuột và chạy. Thì chạy vứt cả ngơi cả cuốc chạy. Toàn cúi rồi ôi. Đây là mình nhận vuốt phát tí sau ngày. Ê, nó mua cái đó. Ông thắng sức ở cái kìa. Đây là chợ mình biết. Mẹ mua cá. Chợ mình 7 năm. Ở nhà mua, ui trời. Ông ấy mua ao luôn. Thì thế là khoảng độ cá to khoảng 60. Đây 50.000 đây. 50.000 một cân. Con này làm sao anh? Con đấy chưa rúng. Thế tới thì đã nước nóng thì rúng. Được mà con này vừa 1 tiếng chứ ăn tốt của nó còn bắt từ sáng đến chiều chúng nó về. Con nào nhỉ? Con nào ăn thì vẫn ăn nhưng mà ý là nó dần lông nó khô rồi thì nữa để sao. Nướng mà. Em bắt được cả ngày ấy, cả ngày là tối. Anh cho Thành thôi. Hồng Thành không biết thui đâu, Văn Anh thế nào cho quen đi. Thui mẹ thằng Văn Anh làm thì nó là quá quen thuộc rồi, Thành rồi thui là cân. Kiếp thật. 5 cân nữa nhỉ? 3 cân 6. Mấy cân? 3 cân 6. 4 cân 4 cân. 4 cân. To thế nhỉ? Vừa kích ở trong. Vừa kích xong. Bao nhiêu con? Hôm nay chuẩn bị ấy. Không như hôm xưa bắt toàn chuột như này hết. Mới cả to hơn. Sờ con chuột thì mẹ đẩy tay luôn. Nhưng con này. Con này sống là tí rượu hay bia? Con này nột bắt ra rồi à? Đâu con nào nột bắt. Đừng thu con nột ra em. Chạy nó. Ném mẹ con này thì. Đừng thu con này chút. Con rửa sạch vào buổi.
cái ngà mỡ nó dính vào giò rửa sạch được cả. Đang quay video mà cứ đổ bùi để dích văng thấy là mạn mà. Ơ em có lên YouTube không này? Ôi, YouTube, YouTube không đấy. Có bùi đâu. Ừ. Không có bùi à? Có mỗi lần thôi. Có gì chịu rồi. Nên gì tút mình cứ văng bùi ra. Ừ, ai biết được. Để cắt lời hết. Có nốt con có lông kia ra đây. Ô, con đấy. Rồi. Ông giờ này vẫn sống. Ừ, ông giờ này vẫn sống đây. Ừ, bỏ máy lửa bỏ tao anh em quay phát mưa thế phát. Thì chấp lửa đang bật lửa này mang cái quạt đây quạt thì mới được rồi chuyển đi mang là máy lửa mấy ấy ra đây máy lửa gì cái quạt tôi mà lót đây chuyển nghiệp vàng được cái lần mình làm thì con rắn mình sợ mấy tháng rồi làm sao mà phải sợ con rắn hồi mang. Bắt được con rắn không 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 mang ấy à? Con rắn đi đốt nhá. Từ từ. Gì đã có quạt chưa? À. Lại cáo bia đừng có cầu ấy. Cáo bia đừng có cầu ấy. Mẹ chỉ mổ bụng bia lấy mang. Ô từ từ. Mấy cái thành điền kìa, đéo biết làm gì cá mà. Cá không biết làm gì, mẹ cứ mẹ buồn. Làm cá bảo cắt vây với lại đấy đi, bảo không phải cắt. Mấy lá không? Không, chục cái thôi, để ấy thôi mà. Cái đống rơm kia thu chuột 2-3 lần là hết. Quả đun nước mới đi anh ạ. Từ cho nó cháy đã. Hơi hơi vàng vàng thôi, còn đéo phải vàng nhiều đâu. Gọi là có mùi rơm chứ còn. Ô con này hơi trắng rồi. Ô cái mẹ. Ui. Cho cái đấy vào giữa to cho vào giữa. Nhỉ? Cũng biết lừa chuột. Ôi sao có mấy con này nhiều lắm không bà? Thế này là thôi. Nhiều. Này thôi. Rượu ốm. Thế cái này tiểu nó cho vào om giềng à? Cho mỗi mình nửa tí người anh em. Ôi luôn anh ơi. Lồ. Con quạt này nó không nổ được. Thôi. Tôi ra khẩu 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 qua sạch ra tí. Ô đừng, trong lúc quét có. Mà gì phải quét, địt mẹ chẳng quét, chó ngửi. Áo cơm, áo cơm. Cơm, thu chuẩn lắm. Vẫn hơi trắng ấy, phải thêm tí nữa. Thế đâu thì được, này thôi. Ôi đẹp. Ui giời. Này xếp ra mâm thôi thôi vậy. Cái rổ sạch đấy không? Chả hết sau đi Dương. Chả sau hết nữa đi. Đặt hết trong kia luôn kìa. Mà băng nấu canh rồi. Cái kéo đâu nhỉ? À. Làm sạch đi đã anh, mà cắt xong. Cắt chân điểm kiểu. Thôi anh làm đi để em cắt đâu. Anh khổ em cắt. Đây mày cắt này. Cắt chân cắt đuôi đi. Ừ, cắt chân cắt đuôi cắt đầu. Đầu lấy làm đéo gì? Ăn đầu không? Không bỏ đi. Hoặc anh ăn lỗ cháo. Cắt đầu luôn, không mổ luôn.
thấp. Cắt hai cắt hủng đi luôn. Mổ là cắt luôn xong là rửa lại phát nước được. Rồi nước rồi. Mày em ơi. Em ra lấy ít mì tôm đi. Con cơ mì tôm gì? Ăn mì tôm để lấy tí lấy một canh chấm. Người ở trên trên Lê Hồ người ta lẩu chuột khích khích cực. Đúng không? Ơi. Chuột nướng đúng không? Chuột à? Hấp hấp hấp. Hả? Hấp hấp. Hấp à? Chuột hấp á. Thế một than là thừa đúng không? Một than này thì ra được một than này. Một than à? Tao tưởng chưa mua than để kìa. Làm gì? Để nướng. Nướng phải cách nào? Nướng lâu lắm anh ạ. Ăn hết cá tới chuột là vừa, mình ăn ít kìa. Đéo thằng nào ngồi trông thì tuần này. Có gừng không nhỉ? Nướng bây giờ ngon luôn. Anh ơi, đừng cãi nhau này không. Nói thôi, không phải nói, không phải đòi. Tiếp thôi, hấp đi. Hát để cho tôi. Tôi không làm được cái gì thôi, cái chuột đấy cứ để đấy cho em. Em mà sao để thôi. Tôi khoái than thôi. Con này nột nha, con này nột. Nó bụng nha. Thế thì nó bóc vào mình này. Làm đi mấy anh em tập trung làm tí xong mà. Rửa cái đây rồi. Rồi. Đó. Cái này. Được không? Chắc coi. Tôi này em chịu. Trứng à? Trứng mấy cái ớt với cái gì đây anh? Rau. Nướng. Đấy, em bảo mẹ mẹ em lấy con này này. Con em mèo nó công với hết mẹ rồi. Căng mũi nó tanh. Không, chờ tôi đi. Mình vừa cắt nó nóng mũi ăn xuống. Đi ăn gì đến đấy? Chính bực này là nào? Phải đi ạ. Ở đây. Từ bày bia ra mọi người tốt là xong rồi quay kiếp thì giống đẹp. Lúc này chê cho đẹp rồi nhỉ. Được rồi. Ngồi chín ngay làm thế nào đi. Chó ngon hơn này thì chó ngon hơn. Chuột. Chuột ngon hơn. Quay phát là lộn. Rồi quá chín rồi còn thế nào. Các bạn mình con này mình. Anh em mình có quay con hướng của to cầm cả con chuột lên cho anh em xem bạn. Gì? Cò nhá. Đâu? Vàng ươm. Bớt ra đi. Đâu? Không cần đánh hấp con đi. Thôi em. Đi đáng về. Hôm nay bà lại được con chuột siêu to khổng lồ. Đó, mời tất cả anh em đi. Đây đây anh ơi. Cái chủ đề cái này. Chưa có đũa chứ bạn. Đây đây đây. Đây đây. Cái đầu tiên mình cái cho mình thế. Thơm. Mời tất cả anh em đã. Mời tất cả anh em đây. Mời tất cả anh em nhá. Rồi rồi rồi. Câu đầu tiên rồi, chắc là câu thứ hai thì hơi nhạt hơn. Rồi sao có một cốc taxi. Đôi khi nó phải tạo sự khác biệt anh hiểu không? Thôi đi. Anh em ăn đi. Thôi đi. Có cốc đèn kìa. Em bé uống rượu đi. Xem em làm sao uống được viên tây đúng không anh? Ô mẹ ở nhà na thì chó phi lên đây à? À phết nhỉ. Ai ai? Quang à? Quang. Nhà mày đang thịt chó à? Chưa. Chó đéo ngon bằng cái này. Thử con chuột nào. Đây, ra đây. Cho anh em thử ngan nhỉ. Cái này em cho tí nước mắm à?
bạn thay có một quả phớt bên đấy mà bạn nên chấm đây. Có ăn đều một quả phớt bên đấy mà. Phớt bên đấy rồi. Đấy. Đấy. Ngon đấy. Đây nè. Cái đây nè. Ăn cá này ngon hơn cá kia. Ngon nha. Chắc hơn. Cá thối nha. Này em bảo mua về để nữa. Quang ơi, cầm tao quay ra đây cho mày. Cái ăn nghiêng chào bà con đi. Ui rồi. Này cho lên TV hết một lượt. Cây nhỏ đây là TV rồi. Bà Tân Vlog ông Quang Vlog. TVC. Ngon. Nắm đây nha. Làm tí chuẩn cho nó. Đây là ai bỏ đây này. Diễn viên chính là anh là cái gì à? Nhiều hộp ba. Đấy. Chào bà con đi anh. Ôi chào bà nhà. Chào bác ăn. Đây là ăn là một bia. Công chào anh em đi. Xin chào anh em. 7000 người đang xem. Đang live stream ấy. Chào anh em, chào mấy em ăn chuột nhá. Hết bẹ bịt rồi. Nhà coi tất cả mọi người có bịt mà hết bẹ bịt rồi. Không mà kia đồ đi các bạn. Chào nhá. Giới thiệu tên tuổi đi, xong là cuối năm kéo vợ đâu. Ở kênh này mấy triệu người đăng ký rồi đấy. Anh giới thiệu tí đi cho tí nữa. Gọi là có fan đấy. Con đáng hết tiền vợ. Đây đi nha. Này ông biêu rồi anh em. Thấy chưa nhỉ? Đây, chuột rồi nha. Uống còn này mới ăn chứ, uống đi thì ăn đi éo được. Anh em cứ uống đi. Khả năng là hơi sống như vậy. Uống bình thường đi. Cá chuối nấu chua. Chú bà về lấy cái đấy lại nhận diện. Nhận diện tất cả anh em xem rồi. Hơi đỏ à? Nước cháu ơi à? Vô quá này. Nước chấm mẹ. Nước chuối còn trao. Đặc cấp anh em. Nước cháu ơi. Anh em đang quăng không nhỉ? Mới để rót em ấy. Món gà này thì quá quen thuộc rồi. Anh em ngươi nói cấp nhiệt là tất cả những cái thứ này à? Ừ đúng rồi. Quả sách mày chào bà con đi, hôm nay mày mới trúng lô được. Rồi mày đã làm tiếng nó đi. Rồi mời tất cả anh em cùng dùng cùng mình nhá. Đấy. Toàn mấy anh em xóm mà. Đấy. Toàn mấy anh em xóm tổ chức đi bắt chuột anh em ạ. Đấy. Xoài. Dưa chín là anh nào? Có miếng muốn đỏ là được đỏ thì tí nữa cho cái đường mấy ông anh này ở trong Thanh Hóa ra chơi rồi. Thế mà em cho anh Thành chào bà con gái. Chào bà con á. Có giọng Thanh Hóa cái. Đúng đặc sắc Thanh Hóa rồi đấy. Cười cho Thanh Hóa chưa? Cười cho mời anh Công nhá. Rồi ok. Mời anh Công. Mời em muốn đi. Mời em muốn đi. Vì cho má đi thằng kia uống khỏe lên tí con đi. Ôi trời ơi. Lúc mình về lại có cái ao mà vai ruộng nên chỉ hiểu cái ao đấy. Mở cái mắt thì có. Sáng người đi luôn. Kép cửa. Nhìn chuột cái mẹ ăn. Anh này còn tí nằm nửa chứ ruộng. Con này mới hết ruột cá thì sao. Ừ ruột à. Ruột cá cá bụng có hết rồi. Cá bụng hết à. Điền. Có hết rồi. Băm hết ruột cá băm mà. Đấy đứng môi. Quan nghiệp. Ăn đến đâu ăn ra được. Có cái nòng đâu nhỉ. Đỏ rồi. Ăn thử món cá ai bắt được. Có cái lòng đâu cơ. Cá này chín à? Cá này người ta còn ăn gỏi cho sao gọi là cái chưa chín. Có cái lòng đâu anh ạ? Xin cái lòng ấy. Cái mỡ cái lòng nó vậy đấy, không phải là chín. Cái mỡ cái lòng để tiết hấp không bao giờ thơm. Cả lòng cá là phê nhất rồi. Nó còn ăn cả tiết canh cá cơ mà. Này cái thìa, mấy thìa. Đúc, ra hết. Trong mình thấy con cá này nó đắng. Đéo cá đéo ăn xê luôn. Cá ngọt. Nó đắng á? Ngon. Lúc nào nó đắng lên trên miệng mà ăn xong cả lát nó còn ngọt chín rồi. Đây đây thì múc làm cái này. Em chưa ăn lá đắng bao giờ. Nào mà quay bằng cái lá đắng này cho em ăn cá nhé. Mà lá đắng đấy chắc ở trong đấy mới có, ở đây ít. Ở đâu thì có. Nha. Em có đâu. Như mình đây lá đắng phải ăn nhỉ. Có cái bà xóm hay đi bỏ hạt đỉnh á. Mang về. Nào mời anh em công đức. Mời anh em nhớ là bong bóng cá. Để cho em mới đi. Đấy. Đỡ cơ xếp bàn đi cùng.
Quên không gọi A Cường à? Anh Cường hôm nay mà... A bố bố... Bố vợ. Bố vợ rồi, quên quên. Quên không gọi A Cường hả? Ok anh em nha, đây là quay thế đôi nha. Đây là đi mời anh em mình tập trung vào ăn uống anh em ạ. Đây, tất cả anh mời anh em trong xóm anh em ạ. Đấy, anh em trong xóm luôn. Trước đi bắt chuột để tiệc tí nha. Ok, bye bye nha, chào tất cả anh em nha. Anh em chào tất cả bà con gái YouTube cả nước nha. Chào tất cả anh em nha. Có ăn chuột ăn cá không nhá? Anh Nghiệp chào con. Rồi chào tất cả anh em. Anh em mời đi nhá. Rồi hẹn tất cả gặp lại anh em ở video sau nhá. Đây rồi, đây đây. Anh Nghiệp có thể thấy không? Dạ, anh đẹp. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.